Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình hội luận Ngô Nhân Dụng của tuần này do Thu Hà phụ trách. Thì phần tiếp theo phần 1 chúng tôi nói về kinh tế Trung Quốc và những lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố là giảm phát, là ngược lại với chữ lạm phát, và những cái mà giá cả liên quan tới kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó theo cái vòng tròn hả bác ha. Thì hồi nãy bác có nói về so sánh giữa Nhật Bản, tại vì Nhật Bản đã từng có giảm phát, và có một câu hỏi tôi muốn hỏi bác là khi mà Nhật Bản lâm vào cái tình trạng giảm phát, họ mất bao nhiêu năm để mà họ vực lại được kinh tế? Nước Nhật cũng mất khoảng độ gần 30 năm. Oh, wow. Vậy yeah. Có nghĩa là bây giờ Trung Quốc, bác nghĩ đoán thử mình như thế nào? Tình trạng Trung Quốc thì nó còn tệ hơn. Là bởi vì rằng kinh tế Nhật đó, nó nằm trong tay tư nhân. Các công ty tư nó quyết định là có đầu tư hay không, có mướn người hay không, sản xuất cái gì. Thì các công ty tư đó bao giờ nó cũng uyển chuyển, phản ứng nhanh chóng và nó tinh khôn. Nó có sự cạnh tranh nữa. Và nó cạnh tranh với lại quốc tế nữa. Còn ở bên đầu đó thì cái tình trạng là cái chính quyền đó, nó nắm kinh tế ở trong tay, nó không muốn buông ra. Bằng cớ là mấy tháng trước là tất cả những các công ty mà về tin học, về kỹ thuật cao ở nước tàu đó bị chính phủ nó gọi là trù ém, khiến cho cái giá trị của những cái công ty hạng kỹ thuật cao ở bên tàu đó, như là Alibaba, Tencent, những cái công ty chỉ có độ dăm công ty đó thôi, mà cái giá trị ở trên thị trường chứng khoán của nó sụt xuống tổng cộng 1.000 tỷ Mỹ kim. Tức là một cái chính sách của Đảng Cộng sản đã xóa sạch 1.000 tỷ Mỹ kim ở trong giá trị của những cái công ty đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tài sản của cái người dân tàu, tất cả những cái người chủ các cổ phần ở công ty đó đã mất đi 1.000 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà cái chính phủ ở Bắc Kinh nó không có quan tâm. Cái chuyện chính của nó là làm sao nắm được cái quyền ở trong tay mà thôi. Đúng rồi. Thì ở bên Nhật đó, người ta để cho tư nhân quyết định. Còn ở bên tàu đó, chính phủ nó giành quyền quyết định. Thành ra là tình trạng ở bên tàu nó sẽ tệ hơn ở bên Nhật rất nhiều. Không biết làm sao họ thoát được. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ có một cái mà, nếu mà chúng ta là Nhật mất hết 30 năm để mà coi như là recover, để mà hồi phục ha, thì bây giờ mình nói tới tình trạng giảm phát ở Trung Quốc, thì nếu mà chúng ta nói tới vấn đề ngắn hạn của Trung Quốc thì sẽ là gì bác? Dạ bây giờ cái tình trạng ở bên Trung Quốc là cái lạm phát nó sinh ra một cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ giá cả xuống, giá cả xuống thì người ta bảo ô mình đừng mua vội, chờ đó, người ta bớt tiêu thụ. Người khách hàng bớt tiêu thụ thì các công ty cũng bớt đầu tư và giảm số sản xuất. Và cái công ty mà bớt đầu tư đó thì cái hàng hóa nó không có khá hơn trước được. Muốn cái hàng hóa nó tốt hơn, nó hấp dẫn hơn vân vân thì phải đầu tư. Và cái hàng hóa cứ như vậy đó thì người ta lại càng thấy là không nên tiêu thụ vội. Thì cái tình trạng nhà cửa ở bên đầu nó giống như vậy, là người ta ngưng không có nhà nữa. Những cái người dân bảo là mình đợi đấy, giá nhà nó sẽ xuống, thì các công ty địa ốc sẽ khốn đốn. Mà khi các công ty địa ốc khốn đốn đó, thì họ sẽ hạ giá để mà tìm cách dụ người ta mua. Thì người mua nó sẽ thấy giá nó vẫn hạ, mình lại đợi nữa. Thì đấy là cái vòng luẩn quẩn của cái tình trạng giảm phát mà bên tàu khó chống cự được, là bởi vì họ đã đầu tư quá nhiều vào việc xây cất. Trong suốt thời gian 20-30 năm mà gọi là đổi mới kinh tế đó, cái nước tàu nó có cái hoạt động kinh tế là nhờ đổ rất nhiều tiền vào việc xây dựng. Đúng rồi. Bây giờ nói kinh tế hoạt động nghĩa là gì? Nghĩa là
người ta làm việc sản xuất ra cái này, sản xuất ra cái kia, sản xuất ra hàng tiêu dùng, sản xuất ra cả vũ khí cũng vậy. Và có một cái việc mà rất là quan trọng là xây cất. Xây cất tức là tạo công ăn việc làm. Thế nhưng mà nếu người ta chỉ lo xây cất vì xây cất, chỉ cần muốn là ô làm sao để cho người ta có việc làm, vậy ta xây đường xá, cầu cống, phi trường và nhà cửa, nhưng mà không biết đến cái nhu cầu của người tiêu thụ. Đúng rồi. Thì cái lúc đầu đó, cái việc xây dựng ở bên tàu đó, nó phát tài to là bởi sao? Nhiều người thấy nhà cửa xây lên và giá nó cứ lên dần, mang tiền ra đi mua. Có nhiều gia đình ở bên tàu, những người có việc làm tốt đó, họ làm chủ rất nhiều căn hộ apartment ở trong các building và họ để trống đó. Và đến bây giờ đó thì họ kẹt đến nỗi rằng những cái người mà đi vay nợ để mua một lúc 3 cái căn hộ ở trong cái building đó, bây giờ không có tiền để trả. Họ khai là tôi hết tiền rồi. Thì những ngân hàng cho họ vay đó cũng bị lôi vào cái vòng là nợ không đòi được. Thì tất cả những cái đó nó kéo nhau đi chỉ vì rằng cái chính phủ họ nghĩ rằng khuyến khích người ta xây nhà đi, tạo công ăn việc làm, thế là kinh tế sẽ lên. Đọc con số thì thấy kinh tế lên được, sản xuất ra bao nhiêu cái nhà, sản xuất ra bao nhiêu cái nhà, nhưng mà cuối cùng những cái nhà đó không có người dùng. Thì nói chuyện nhà là một, ngay cả cái chuyện phi trường, hải cảng, đường xe lửa vân vân cũng vậy. Có những cái phi trường bên tàu dựng lên rồi không dùng tới. Không dùng tới. Dạ vâng. Thì đấy là cái chính sách mà chỉ huy kinh tế. Mà chỉ huy kinh tế tức là gì? Không có theo dõi người tiêu thụ. Dạ vâng. Không theo cái ý người tiêu thụ, chỉ theo ý của các vị quan nắm đầu kinh tế mà thôi. Dạ vâng. Cái bác nó có, hồi nãy bác có nói là khi mà những cái xây cất có một thời trong suốt, chắc Thu Hà nếu mà nhớ không lầm cũng gần 10 năm qua, Trung Quốc phát triển về xây cất, xây rất là nhiều và có nhiều thành phố được dựng lên, được xây lên. Nhưng mà sau này có những cái phim tài liệu đến những cái thành phố đó, mình kêu là giống như thành phố ma vậy đó. Dạ. Xây lên và không có người ở, hoàn toàn trống và cỏ dại mọc tùm lum hết. Thì phải nói là đây là một cái tệ nạn sẽ xảy ra. Thì thưa bác, một cái câu hỏi này nó cũng khá là hơi khó đó. Đó là liệu Trung Quốc có thể thoát ra khỏi cái giảm phát này và có thể vượt qua kinh tế Mỹ hay không? Thì hồi nãy bác có nói là Nhật mất hết 30 năm. Thì bây giờ Trung Quốc liệu họ có thể thoát khỏi cái này trong một thời gian ngắn hơn? Và họ có thể qua mặt được kinh tế Mỹ không? Dạ, hiện nay thì kinh tế của Trung Quốc là đứng hàng thứ nhì sau nước Mỹ. Đúng. Dạ, cái tổng số sản xuất của họ chỉ còn thua có nước Mỹ thôi. Thì cái hồi 1970-80 đó, thì có lúc là cả nước Mỹ cũng bàn nhau là kinh tế Nhật Bản sắp sửa vượt qua kinh tế Mỹ. Bằng cớ họ thấy là xe Toyota bán chạy đầy đường, xe Ford thì bán không được. Thế nhưng mà rồi sau đó đó thì không thấy. Kinh tế Nhật không vượt qua kinh tế Mỹ được, bởi vì nó xa lầy. Thì Trung Quốc cũng vậy. Trước đây là người ta đoán rằng khoảng năm 1930 đó là kinh tế Trung Quốc sẽ cao hơn kinh tế Mỹ. Nhưng mà gần đây đó người ta bắt đầu, người ta đây đó là cái công ty ngân hàng gọi là JP Morgan đó, nó đổi, nó bảo không phải 30, khoảng 2035 đó thì kinh tế Trung Quốc có thể sẽ vượt qua kinh tế Mỹ. Thế nhưng mà đến gần đây nhất đó, tháng trước đó, thì mọi người đều bàn nhau là chắc kinh tế Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt qua kinh tế Mỹ được. Là bởi vì tình trạng bây giờ nó đang xa lầy. Và nó rất khó thoát ra khỏi xa lầy này nếu Đảng Cộng sản còn nắm quyền. Cái lý do chính khiến cho cái kinh tế kinh Trung Quốc nó bị ngưng động là về chính trị. Là cái người cầm quyền muốn nắm lấy những cái hoạt động kinh tế trong tay, không để cho tư nhân nó được tự do hoạt động. Mà không những là cái lý do chính trị, mà những cái lý do khách quan khác nó cũng làm cho kinh tế Trung Quốc khó ngoi lên. Thí dụ như là về
cạnh tranh. Trước kia Trung Quốc á, bán hàng ào ạt khắp thế giới, nó trở thành cái xưởng máy của cả thế giới, nó sản xuất ở bên Mỹ ra hổ mua. Bây giờ cái số xuất cảng của nó xuống, trong tháng 7 vừa rồi nó xuống đến 14%. Là lý do tại sao? Một là bởi vì rằng các nước khác chung quanh đó cạnh tranh với nó, Việt Nam rồi Indonesia, Malaysia, giá nhân công ở các nước đó còn thấp hơn ở Trung Quốc. Cho nên là hàng họ bán ra rẻ hơn, cạnh tranh với Trung Quốc. Một cái lý do nữa là dân số. Từ năm 2021 dân số Trung Quốc bắt đầu giảm. Dân số giảm nghĩa là số người tiêu thụ giảm. Đúng. Số người tiêu thụ giảm thì kinh tế nó bán được ít hơn, nó sẽ sản xuất ít hơn. Nhưng một cái quan trọng hơn nữa là trong vòng 5 năm nữa thì cái tuổi làm việc ở Trung Quốc đó, cái lực lượng gọi là lao động ở Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm. Và nó sẽ giảm không ngưng được. Tức là từ giờ đến cuối thế kỷ 21, còn độ 3/4 thế kỷ nữa, thì Trung Quốc sẽ giảm dân số mất một nửa. Wow. Và cứ tình trạng như vậy đó, dân số giảm, cái số người làm việc cũng giảm, thì khó lòng mà kinh tế Trung Quốc có thể tiến lên để mà vượt qua nước Mỹ được. Dạ vâng. Trong khi đó, ở bên Mỹ, dân số không giảm, bởi vì vẫn tiếp tục nhận di dân. Dạ vâng, chúng ta nhờ có di dân. Thì bây giờ chúng ta cũng vừa hết giờ rồi. Xin cảm ơn bác và mời bác. Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả IBC TV. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bình luận Ngô Nhân Dũng tuần này. Và hẹn gặp lại quý vị kỳ phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn.